Choáng váng nó có thể là cái cảm xúc đầu tiên mà bạn có khi bạn phát hiện ra rằng bạn đời của mình lừa dối. Họ đang có người khác, họ đang có một mối tình ngoài luồng, họ ngoại tình. Thật là tệ, đúng không nào? Và sau cơn choáng váng thì sẽ đến cảm giác đau khổ, rồi thì rối bời không biết nên làm gì. Thế là thường bạn sẽ dễ có một cái phản xạ rất phổ biến là đi tìm kiếm người để chia sẻ, tìm kiếm người để giúp mình coi như là xử lý cái vấn đề. Tôi gọi là đi kiếm đồng minh đó. Mà đồng minh phổ biến nhất chính là những người thân trong gia đình hai bên. Có hai loại đồng minh mà mọi người hay tìm kiếm. Thứ nhất là tìm về chính bố mẹ anh chị em ruột của mình. Mục đích là để tìm sự an ủi vỗ về, tìm các lời khuyên làm sao xử lý. Hai á, là chạy về mép với bố mẹ của chính cái phía bên kia. Kiểu giống như là anh không sợ tôi nhưng mà tôi phải cho anh biết, bố mẹ anh biết để bố mẹ anh dạy anh. Anh làm vậy với tôi là anh không sợ tôi nhưng anh phải sợ bố mẹ anh chứ, đúng không? Tôi không làm gì được anh á, thì tôi phải để coi anh trả lời sao với bố mẹ anh. Thì các cô vợ trẻ là rất hay làm cái điều này. Phát hiện chồng có bồ một phát là te xách xe về mép bố mẹ chồng ngay. Hay cũng có những cái ông chồng trẻ á, vợ làm sai là đem bằng chứng về mép bố mẹ vợ, kiểu như là hàng bị lỗi phải trả lại cho nhà sản xuất vậy đó ha. Thì cái việc tìm kiếm đồng minh này kiểu này á, nó có lợi và có hại gì? Có giúp gì cho bạn trong cái việc ngăn chặn vụ ngoại tình của bạn đời và hàn gắn được hôn nhân không? Thì để tôi phân tích cho bạn trong cái nội dung của podcast này nhé. Thì đầu tiên chúng ta làm quen với nhau cái đã ha. Tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ chương trình Hồi sinh Hạnh phúc, một cái liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình lần đầu tiên được đưa về Việt Nam theo mô hình liệu trình tâm lý đã được triển khai thực tế tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand. Với cam kết là giải cứu khủng hoảng hôn nhân trong vòng 4 tuần dành cho những ai đang gặp phải những cái vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn. Thì Hồi sinh Hạnh phúc sẽ giúp mọi người vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại được cái hạnh phúc gia đình. Tôi cũng là tác giả của cuốn sách Ngoại tình, biết để ngăn chặn và hiểu để vượt qua. Thì bạn có thể đăng ký nhận sách miễn phí theo đường link bên dưới video này, hay có thể tìm đọc tại trang chủ của website hồisinhhạnhphuc.com. Thì ngoài cuốn sách này thì bạn cũng có thể tìm thấy những cái podcast về chủ đề ngoại tình và những cái chủ đề về tâm lý hôn nhân gia đình khác nữa trên cái kênh của tôi. Nếu bạn muốn được cập nhật các thông tin bổ ích này cho bản thân thì hãy nhấn nút bấm nút đăng ký kênh Lina này và bấm vào chuông để được thân nhận được những cái thông báo sớm nhất nhé. Thì quay lại cái chủ đề của podcast này á, thì tại sao người ta thường hay đi kiếm đồng minh và việc kiếm đồng minh bằng cách mét bố mẹ hai bên á, nó có lợi có hại như thế nào? Thì trong tâm lý học á, có giải thích một cái hiện tượng như thế này. Con vật khi mà ở thế phải chiến đấu yếu hơn hay khi phải đương đầu với một điều gì đó mà nó chưa biết sẽ ra sao, nó sẽ đi tập hợp gọi là đồng đội đó. Thì tiếng Anh gọi là rally the troop. Cái hành động tập hợp đồng minh này xuất phát từ bản năng, mục đích là để tăng thêm cái sức mạnh chiến đấu. Con người ta cũng vậy. Khi bạn cảm thấy mình bị tổn thương, bạn chưa biết phải xử lý cái người gây ra tổn thương cho mình như thế nào, thì chúng ta cũng thường đi kiếm những cái đồng minh để được hỗ trợ giúp đỡ. Nhất là trong cái chuyện mà bên kia ngoại tình đi, thì thường là trước đó hôn nhân cũng đã có nhiều cái trục trặc xảy ra mà chính bạn cũng chưa hiểu lỗi nằm ở đâu. Hay có thể là khi có những cái trục trặc đó, bản thân bạn cũng bị bên kia và gia đình bên kia tấn công, đổ lỗi, cũng bị chê bai thế này thế kia. Thế nên là khi bạn phát hiện ra được sự thật rằng là bên kia đang gây ra lỗi, một cái lỗi nặng là ngoại tình, thì cái xu hướng hành xử rất dễ xảy ra là bạn sẽ đi kiếm đồng minh. Một là để tập hợp sức mạnh, hai là để chứng minh rằng là mình không sai, bên kia mới là người sai. Cái tâm lý chứng minh đúng sai nó là một cái tâm lý bản năng của con người nữa ha. Thì cái nhóm đối với nhóm đồng minh số 1 á, đó là những người thân bên chính phe mình á, phát hiện chồng ngoại tình cái là bù lưu bù loa chạy về mét bố mẹ, đúng không? Phải phổ biến quá đúng không nào? Thì tôi nói lại nha, tôi muốn nhắc là việc này nó sẽ có hại nhiều hơn là có lợi. Bạn ngạc nhiên không? Nhưng đó là sự thật. Tại sao? Nếu bạn muốn giải quyết cái vụ việc này êm đẹp, bạn không muốn phá vỡ hôn nhân, thì bạn nên hạn chế cái điều này. Tại sao vậy? Tại vì cha mẹ anh chị của bạn, người thân của bạn đó, những người này họ vì tình thương, vì tình yêu đối với bạn sẽ luôn bảo vệ bạn. Tất nhiên là họ coi cái hành động ngoại tình của bạn, đời của bạn là sai trái, và họ sẽ ra sức bảo vệ bạn khỏi cái hành vi sai trái đó. Họ đâu thể hiểu hết được nguồn cơn của vấn đề, của lý do tại sao chuyện đó lại xảy ra. Cái họ nhìn thấy chỉ là cái ngọn của vấn đề thôi. Còn cái gốc rễ chuyện đó ra sao, bản chất khủng hoảng hôn nhân của hai bạn nó thuộc về đâu á, thì họ làm sao mà biết được.
Bởi vì chị họ chỉ biết cái phần ngọn thì bạn họ sẽ giúp bạn xử lý cái phần ngọn đó thôi. Ha, thành thử là nếu họ có thể là làm ra những cái chuyện như là lôi người kia về họp gia đình để mắng mỏ, rồi họ cắt quyền lợi nọ quyền lợi kia, rồi bắt người kia phải làm thế này, phải bắt xin lỗi, phải làm thế này thế kia. Rồi trong những trường hợp nặng hơn thì họ sẽ hùa vào suối bạn là bỏ cái con người tệ bạc đó đi. Lừa dối như vậy là không có được, không có chấp nhận được. Và đặc biệt là đối với những người mà cha là mẹ, họ là người thuộc thế hệ cũ, thành thử cái quan điểm của họ đối với những cái chuyện, những cái lỗi như là lỗi ngoại tình đó, nó là một cái lỗi rất là lớn. Thế nên là có khi là họ không chấp nhận được cái thực tế như vậy ha. Họ sẽ coi như là hùa vào bảo bạn là thôi tệ lắm, bỏ đi lừa dối rồi, không có chấp nhận được, không có tha thứ được vân vân. Về đây rồi bố mẹ anh chị nuôi, bố mẹ anh chị lo. Nói chung là họ cho bạn một cái gọi là cái thế dựa. Về mặt tình cảm mà nói thì đây là điều đúng. Tuy nhiên là nếu chúng ta xét trong cái bối cảnh của cái việc là ý chí của bạn trong cái chuyện xử lý cái vấn đề ngoại tình là như thế nào, bạn có muốn tan vỡ gia đình hay không, thì chúng ta phải nên cẩn trọng đối với những cái hành vi hỗ trợ từ cái nhóm đồng minh thứ một này. Nếu bạn không chủ định vì chuyện ngoại tình này của vợ chồng mình mà phá tung gia đình, thì lời khuyên của tôi là không nên tìm về kể lể, tìm lời khuyên hay là tìm sự giúp đỡ của những người thân bên phía mình. Bạn làm như vậy thì thật sự là nếu họ không giúp được bạn thì họ cũng chỉ bị đau lòng thôi chứ không làm được gì hết ha. Còn nếu họ giúp bạn thì những cái giúp đó nó mang tính chất là theo hướng tiêu cực phá ra thôi, chứ nó không có tính chất là hàn lại đâu. Bởi vì á, một khi là bạn mà có ý chí muốn hàn gắn hôn nhân á, hay là nếu bạn ngược muốn ngược quyết làm ngược lại cái lời khuyên của họ là hàn gắn, trong khi họ đã khuyên bạn nên bỏ đi á, thì nó sẽ là một cái cuộc chiến tâm lý rất là mệt mà bạn phải đối mặt. Thì cái quá trình hàn gắn của hai bạn nó sẽ bị xăm soi dò xét rồi bị nói ra nói vào, đúng không? Rồi sau này khi hai bạn mà đã hàn gắn rồi mà muốn quên đi chuyện cũ á, thì những người này có quên không? Không đâu. Cái ấn tượng xấu mà họ có về bạn đời của bạn á, sẽ chẳng quên đâu. Thông tin nó sẽ va đập qua lại sẽ không hay, nó sẽ lọt đến rất là nhiều người, nhất là con cái của bạn sau này ha. Rồi cái nhóm đồng minh thứ hai á, là người thân, là bố mẹ của bên người kia á. Thường là cái việc mà đem chuyện của bên kia về mép chính bố mẹ họ có sự tác động rất lớn đến tâm lý, rằng là bố mẹ xem đó, anh đó, cô đó sai như vậy đó, bố mẹ dạy dỗ con của bố mẹ đi, đừng có đổ lỗi chuyện trục trặc của vợ chồng con cho mỗi một mình con nữa. Thì cái việc mà đưa chuyện ngoại tình của bạn đời về mép bố mẹ họ có giúp được gì cho nhiều hay không á, thì cũng phụ thuộc vào cái hoàn cảnh thực tế của từng gia đình. Thì trong thực tế thì đúng là có những người bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ rất là tốt, họ không muốn hôn nhân của con mình tan vỡ, họ không muốn cháu của mình phải sống cảnh cha mẹ chia lìa, nên khi thấy con mình sai thì họ sẵn sàng bảo vệ con dâu con rể để chấn chỉnh con mình lại. Họ có thể dùng quyền lực của người làm cha làm mẹ để gây sức ép bắt con mình từ bỏ chuyện ngoại tình mà quay đầu về lại với gia đình vợ con. Thì tôi cũng đã đọc những cái mẫu tâm sự thật của một vài cô vợ được mẹ chồng giúp đỡ ra tay trị kẻ thứ ba. Có những bà mẹ chồng vì binh con dâu mà cho con trai mình lên bờ xuống ruộng, rồi dàn cảnh làm mình làm mẩy, rồi thử thách các kiểu những cái em Tuesday nào mà dám cả gan đòi bước chân vào nhà bà. Thì các cô vợ này thật sự may mắn khi có những cái ông bố bà mẹ chồng tâm lý như vậy. Nhưng xét trên cái mặt bằng chung á, thì cái thực tế nó ra sao ha? Chúng ta hãy thử phân tích một cách thấu đáo tâm lý của từng người trong cái việc này xem như thế nào nhé. Chúng ta hãy xét thử về cái người mà bị mét đó, là cái anh chồng hay là cái cô vợ mà đi ngoại tình đó, họ sẽ cảm thấy sao? Có thể ban đầu họ bị quê vì bị phát giác cái chuyện không hay gì, đúng không? Rồi họ sợ làm cho bố mẹ buồn, làm cho bố mẹ thất vọng vì chuyện của mình mà bố mẹ ảnh hưởng sức khỏe. Rồi thì họ cũng có thể vì nghe theo lời bố mẹ mà sẽ chấm dứt cái chuyện quen với cái người thứ ba kia. Nhưng mà tâm trạng thật sự của họ là gì? Họ sẽ tức. Họ bị lôi chuyện xấu xa ra mà sao không tức được, đúng không? Rồi họ giận. Họ giận là giận gì? Họ giận là tại sao là cái người vợ, người chồng của họ lại làm cho để cho bố mẹ họ buồn. Nên nhớ là họ giận cái người mét chứ họ không giận họ đâu nha. Rồi nếu mà bố mẹ họ vì chuyện này mà gặp cái gì, ví dụ như là cái cơn họ bị làm cho bố mẹ họ bệnh nặng hơn hay lên cơn tim hay là cái gì đó đó, thì cái cơn bực tức của họ nó còn trở nên nghiêm trọng hơn. Rồi họ thấy bản thân bị tổn thương vì họ là người lớn rồi, tại sao không xử lý riêng với họ mà lại đi mép bố mẹ. Rồi họ thấy không được thông cảm vì họ cũng có lý do mới dính vô chuyện này mà, đúng không? Tóm lại là tổng hợp những cái cảm xúc đó nó sẽ biến thành sự giận dữ trút lên đầu cái người mà đi mép kìa.
họ có thể chấm dứt với cái người thứ ba đó và quay về. Nhưng cảm xúc của họ đối với bạn đời đã bị sức mẻ nghiêm trọng sau cái chuyện này. Thế nên là cái quá trình hồi phục hôn nhân nó sẽ rất là khó khăn. Trong một phần học của liệu trình hồi sinh hạnh phúc á, chúng tôi có phân tích về cái mối liên quan giữa nhận thức và hành vi để giúp các học viên hiểu được nguồn gốc của cái vấn đề trục trặc hôn nhân mà mình đang gánh phải, nó xuất phát từ đâu và làm sao để điều chỉnh nó. Trong cái phạm vi của podcast này thì tôi không thể giải thích chi tiết hết được, nên tôi chỉ muốn nói ngắn gọn như thế này thôi. Khi người ta làm cái điều gì đó, trong trường hợp này là bắt phải chấm dứt ngoại tình ha, mà không phải xuất phát từ ý chí, từ nhận thức thật sự của người đó, thì sớm hay muộn họ cũng sẽ phát sinh hành động, động cơ, phát sinh cái động cơ hành động theo cái hướng ngược lại. Nhất là nếu những cái nguyên nhân là cái động cơ gốc tạo ra cái hành vi ngoại tình ban đầu nó vẫn chưa được xử lý triệt để, thì cái khả năng tái phạm nó sẽ xảy ra. Cuộc hôn nhân không cứu vãn một cách hợp lý lần này ha, thì nó sẽ tiếp tục đứng trước cái nguy cơ tan vỡ trong một lần khác ở tương lai. Đó là cái tâm lý của người chồng ha, và cái động cơ hành động của người chồng. Họ có thể chấm dứt lần này, nhưng cái chuyện là có chấm dứt vĩnh viễn hay không, có phải tái phạm hay không, nó là một cái chuyện khác ha. Rồi, xét về tâm lý của người làm bố làm mẹ, dù có khách quan đến mấy đi nữa, dù có lo lắng cho con dâu, con rể và cháu đến đâu đi nữa, thì họ vẫn cứ thương con mình đứt ruột rẽ ra hơn. Các bạn phải thừa nhận cái thực tế nó là như vậy. Họ nghe con dâu con rể mét thì ban đầu họ cũng có thể giận dỗi và trách móc con của mình. Nhưng nếu giả sử con của họ chia sẻ tâm sự rằng là tại sao con lại như thế, tại sao con lại như vậy, nào thì mà là tại vì vợ con nó không bao giờ biết tôn trọng con, tại vì nó toàn nói hổn với con, tại vì nó bỏ đói con, rồi mẹ nhìn nó chỉ biết mê mải kiếm tiền mà nó không có chăm lo cho gia đình, là mẹ nhìn nó chồng con nó khô khan không có lãng mạn, thành thử là con mới vậy nọ kia. Nghe những cái điều đó thì họ sẽ phát sinh cái tâm lý xót thương che chở. Lúc đó họ sẽ quay mũi dùi về lại cái người đi mét. Thì cái tâm lý bình thường nó đã thế rồi, mà nếu mà thực tế cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu con rể với bố mẹ vợ mà đã không cơm không lành canh không ngọt trước đó rồi, họ có một cái ác cảm nào đó rồi, thì ở đây đó chính là dịp để mà họ binh con mà đá dâu đá rể ra được. Thì nhiều cái bà mẹ chồng mẹ vợ nếu vốn ham mê tiền bạc vật chất hay địa vị mà nghe đến người thứ ba thế nào thế kia hơn cái đứa con dâu đáng ghét hay cái thằng rể bèo bọt mà đang có, thì có khi là họ sẽ còn cổ vũ con mình tiến đến với cái người thứ ba đó nữa đó chứ. Thì bạn nghĩ đi, đối mặt với cái tâm lý của bạn đời như thế, họ đang sai mà họ còn trút cái giận dữ lên cho mình. Đối mặt với cái tâm lý của bố mẹ họ như thế, họ con họ sai mà họ còn binh con họ nữa, thì cái cảm xúc của bạn sẽ ra sao? Bạn có thể hình dung được đúng không nào? Nếu họ đã sai mà không còn biết lỗi mà còn giận dữ, bố mẹ họ cũng không biết đúng sai mà binh con mù quáng, bạn có buồn không? Bạn có thất vọng không? Bạn có muốn tung hê lên hết không? Chắc chắn là có. Thì cái chuyện từ bé nó sẽ thành xé ra to, cái phản ứng cháy lây lan dây truyền nó sẽ không có hồi kết. Thế nên là nếu bạn thật tâm không muốn gia đình tan vỡ, thì tôi khuyên là bạn nên cân nhắc những cái phân tích trên để biết rằng là không nên dựa vào những cái đồng minh như thế. Bạn cũng đừng có nên tốn thời gian vào cái việc than thở trên mạng xã hội hay là đi tìm những cái chia sẻ góp ý từ các comment trong cái group nọ group kia làm gì hết á. Tất cả những cái điều đó không có giúp được gì cho bạn hết á. Để thoát ra được cái mớ cảm xúc hỗn độn mà bạn đang có và tìm thấy được cái lối đi đúng cho mình á, bạn cần phải biết lựa điều đúng mà làm, và làm những cái điều đúng đó cho đúng. Bạn hoang mang, bạn đau khổ, bạn rối bời, tôi hiểu hết những cái tâm sự đó của bạn. Và khi tôi khuyên bạn đừng đi kiếm đồng minh kiểu đó, bạn sẽ cảm thấy hoang mang và không biết làm gì để giải tỏa tâm trạng và tìm ra hướng đi đúng, đúng không nào? Thì tâm sự đó của bạn, nỗi lo đó của bạn, nó không phải là cá biệt. Hàng trăm học viên khác của Hồi Sinh Hạnh Phúc cũng đã từng giống như bạn vậy đó. Các học viên tìm đến với Hồi Sinh Hạnh Phúc trong nhiều cái trạng thái hôn nhân khác nhau. Và sau khi đã học để hiểu cái cách giải quyết tốt nhất khi gặp những cái chuyện trục trặc hôn nhân á, dù là trục trặc nhỏ hay là lớn như là chuyện ngoại tình đi nữa, thì cái việc là không phải đi tìm đồng minh ở nhà mình hay nhà bên kia, mà chính là làm theo những cái hướng dẫn của chuyên gia phù hợp với cái đặc điểm riêng của họ, của bạn đời, của hoàn cảnh của họ, thì những cái học viên này đã có những cái điều chỉnh đúng cách để vượt qua được khủng hoảng và hồi sinh lại được hạnh phúc gia đình. Nếu bạn thật lòng muốn tìm cách vượt qua được cái đợt khủng hoảng này, nếu bạn không muốn gia đình mình tan vỡ, và nhất là nếu bạn không muốn cho bản thân mình một cái cơ hội tìm lại được cái hạnh phúc trong cái cuộc sống gia đình, thì các bạn có thể thử tham khảo thông tin về cái liệu trình hồi sinh hạnh phúc của chúng tôi tại trang web hồisinhhạnhphuc.com nhé.
Đó chính là cái đồng minh mà bạn cần có nhất trong cái giai đoạn hiện nay, chứ không phải là người A, người B hay người C nào cả. Thì tôi chúc bạn có được cái sự lựa chọn sáng suốt cho bản thân, và hẹn gặp lại bạn ở Hồi Sinh Hạnh Phúc nhé.